Cô chào các em. Các em thân mến, đất nước chúng ta đang đặt ra cho mình những nhiệm vụ hết sức trọng đại là phải thoát khỏi tình trạng đói nghèo, lạc hậu, chậm phát triển, để trở thành một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để đạt được mục tiêu quan trọng ấy thì chúng ta phải đối mặt rất nhiều những khó khăn, thách thức. Vậy thì, giới trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước sẽ chuẩn bị cho mình những gì để bước vào kỷ nguyên mới? Để trả lời cho câu hỏi ấy, thì đồng chí Vũ Khoan đã có bài viết Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em học văn bản này. Trước hết, chúng ta tìm hiểu về tác giả Vũ Khoan. Các em chú ý phần chú thích sách giáo khoa trang 29. Kết hợp với những kiến thức sách giáo khoa, cô xin cung cấp thêm cho các em một số thông tin về tác giả. Vũ Khoan sinh năm 1937 tại Phú Xuyên, Hà Nội. Năm 1950, ông theo học trường Thiếu sinh quân Trung ương. Vào ngành ngoại giao năm 1956, ông là thứ trưởng ngoại giao năm 1990, là bộ trưởng thương mại năm 2000 và từ năm 2002 đến 2006, ông là phó thủ tướng. Và hiện nay, ông đã nghỉ hưu. Ông có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ và quá trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO của Việt Nam. Ông là người rất thông minh, hiểu biết rộng, thông thạo nhiều thứ tiếng. Ông là nhà hoạt động chính trị, nhà ngoại giao, có những đóng góp đặc biệt quan trọng trong việc mở rộng quan hệ quốc tế của nước ta. Ông sống bình dị, chân thành, luôn bày tỏ tâm huyết với sự nghiệp phát triển đất nước. Ông còn rất tinh niêu và gần gũi với giới trẻ, có những chỉ dẫn sâu sắc, cụ thể cho thanh niên Việt Nam bước vào tương lai. Hiện nay thì ông đã về hưu. Nhưng nói về ông, thì bà Nguyễn Phương Nga, Thứ trưởng Ngoại giao đã có lời nhận xét. Ông hội tụ tất cả những phẩm chất mà người ngoại giao cần có. Một tấm gương tận tụy vì công việc, vì sự nghiệp chung, đặc biệt bằng con đường tự học. Ông thực sự đã trở thành một pho từ điển sống, một bộ óc tư duy sáng tạo. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu văn bản chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới. Trước hết, các em lưu ý cho cô hoàn cảnh sáng tác của văn bản này. Bài viết được viết vào đầu năm 2001, đó là thời điểm chuyển giao giữa hai thế kỷ, hai thiên niên kỷ. Chúng ta bước sang thế kỷ mới với mục tiêu lớn là trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020. Bài viết được in trong cuốn Một góc nhìn của trí thức. Các em thấy văn bản này được viết bằng thể loại nghị luận. Và tác giả bàn về vấn đề lớp trẻ Việt Nam cần nhận ra cái mạnh, cái yếu của con người Việt Nam để rèn những thói quen tốt khi bước vào nền kinh tế mới. Ta có thể chia bố cục thành 4 phần. Phần 1, từ đầu đến vai trò con người lại càng nổi trội. Tác giả nói về chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới thì quan trọng nhất là chuẩn bị con người. Phần 2, phần tiếp theo cho đến điểm yếu của nó. Tác giả chỉ rõ bối cảnh của thế giới hiện nay và những nhiệm vụ, mục tiêu nặng nề của đất nước. Sang phần 3 là đoạn dài nhất và luận điểm quan trọng nhất của văn bản này là phần tiếp theo cho đến kinh doanh và hội nhập. Tác giả chỉ rõ những điểm mạnh, điểm yếu của con người Việt Nam. Và cuối cùng, phần còn lại, tác giả hướng tới giới trẻ, đặt ra những yêu cầu cụ thể đối với lớp trẻ Việt Nam. Như vậy, các em thấy, mỗi đoạn văn tác giả trình bày một luận cứ để làm rõ luận điểm của mình. Hệ thống luận cứ có tính định hướng rất rõ rệt. Điều này càng chứng tỏ văn bản chuẩn bị hành trang bước vào thế kỷ mới có một bố cục vô cùng chặt chẽ, rõ ràng.
Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai. Ta đi vào tìm hiểu văn bản. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1. Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới, quan trọng nhất là chuẩn bị con người. Ngay từ đầu văn bản, tác giả đã viết: Tết năm nay là sự chuyển tiếp giữa hai thế kỷ, và hơn thế nữa là sự chuyển tiếp giữa hai thiên niên kỷ. Trong thời khắc như vậy, ai ai cũng nói tới việc chuẩn bị hành trang bước vào thế kỷ mới, thiên niên kỷ mới. Như vậy, các em thấy, tác giả đã nhấn mạnh cái thời điểm năm 2001 là thời điểm chuyển giao thế kỷ. Đây là thời điểm lịch sử, có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Và đứng trước một giai đoạn quan trọng như thế, thì yêu cầu đối với mỗi người là chúng ta phải tự chuẩn bị hành trang, tinh thần cho mình để thích ứng với thời đại mới. Vậy thì chuẩn bị cái gì? Tác giả đã khẳng định chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất. Tại sao lại như thế? Vũ Khoan lại nói rất rõ, bởi vì từ cổ chí kim, con người là động lực phát triển của lịch sử. Trong thời kỳ kinh tế, tri thức phát triển mạnh mẽ thì vai trò của con người lại càng nổi trội. Chính vì thế mà khi đất nước chúng ta hòa nhập với thế giới, khi thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ, thì chúng ta hơn ai hết phải chuẩn bị hành trang và tinh thần cho chính mình. Vậy, ta chuẩn bị những gì? Trước khi trình bày rõ những gì mà con người chuẩn bị, thì tác giả đã nói về bối cảnh của thế giới hiện nay và những mục tiêu, nhiệm vụ nặng nề của đất nước. Trước hết, tác giả chỉ ra bối cảnh thế giới hiện nay. Khoa học, công nghệ phát triển như huyền thoại, có thể thấy những phát minh, những sáng chế không phải tính bằng ngày, bằng tháng, mà có thể nói là tính bằng phút, bằng giây. Hiện nay, thế giới khoa học công nghệ phát triển rất nhanh, rất mạnh. Không chỉ thế, thế giới còn có sự giao thoa, hội nhập giữa các nền kinh tế. Các em thấy, đất nước ngày nay vẫn đang hội nhập. Chúng ta đã tham gia vào các tổ chức, khu ví dụ ASEAN, ASEAN, gần đây là WTO, giúp chúng ta hội nhập với thế giới nhanh chóng. Từ tình hình, bối cảnh thế giới như vậy, tác giả còn nói rõ những nhiệm vụ, những mục tiêu mà chúng ta đề ra cho chính mình. Trước hết, chúng ta cần thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu. Thứ hai, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Song song đó, chúng ta phải tiếp cận với nền kinh tế, tri thức. Tác giả đã vạch ra những phương hướng, mục tiêu rất rõ ràng. Khi dân tộc ta chuẩn bị bước sang thế kỷ mới, nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức. Từ những mục tiêu, những nhiệm vụ nặng nề của đất nước, thì tác giả đã chỉ rõ những điểm mạnh, điểm yếu của con người Việt Nam. Chúng ta qua phần thứ ba, điểm mạnh và điểm yếu của con người Việt Nam. Ở luận cứ này, tác giả luôn luôn đưa ra những điểm mạnh, rồi song song những điểm mạnh ấy là những điểm yếu. Sau đó, tác giả chỉ rõ những nguyên nhân và tác hại của những điểm yếu đó trong việc chúng ta chuẩn bị hành trang bước vào thế kỷ mới. Ở phần này, để học tốt, các em có thể kể trong cái cuốn tập của mình bốn cột. Cột thứ nhất đó là điểm mạnh, cột thứ hai là điểm yếu, và cột thứ ba là nguyên nhân, cột cuối cùng là tác hại. Các em thấy, ở đây chúng ta sẽ lần lượt
xem tác giả phân tích điểm mạnh và điểm yếu như thế nào. Chúng ta đi vào cái điểm mạnh đầu tiên của con người Việt Nam. Thì các em thấy cái điểm mạnh của con người Việt Nam đó là gì? Đó là thông minh, nhạy bén với cái mới. Và đây là một cái ưu điểm rất nổi trội. Bên cạnh cái điểm mạnh đó, thì tác giả cũng chỉ rõ cái điểm yếu. Đó là thiếu kiến thức cơ bản, kém khả năng thực hành, sáng tạo. Các em thấy lý do tại sao thì tác giả Vũ Khoan chỉ rất rõ, đó là chạy theo những môn học thời thượng, quen học chay, học vẹt, và đây là cái hạn chế khả năng thực hành sáng tạo của chúng ta. Và tác giả đã nói rõ cái tác hại, đó là khó phát huy được trí thông minh vốn có và không thích ứng được nền kinh tế mới, chứa đựng đầy tri thức cơ bản và biến đổi không ngừng. Hơn nữa, ông còn chỉ rõ điểm mạnh của dân tộc chúng ta là con người Việt Nam rất cần cù, sáng tạo. Tuy nhiên, con người Việt Nam lại thiếu tỉ mỉ, không coi trọng nghiêm ngặt quy trình công nghệ, chưa quen với cường độ, khẩn trương. Lý do tại sao lại có điểm yếu như thế? Do chịu ảnh hưởng nặng nề phương thức sản xuất nhỏ và cách sống nơi thôn dã. Tác hại thật là nghiêm trọng. Trong một xã hội công nghiệp và hậu công nghiệp, những khuyết tật ấy sẽ là những vật cản ghê gớm. Điểm mạnh thứ ba của con người Việt Nam chúng ta đó là rất đoàn kết, đùm bọc nhau trong chiến đấu chống ngoại xâm. Các em thấy, trong những cuộc kháng chiến chống xâm lược, từ thời trung đại và cho đến cả hiện đại, chúng ta đã phải chống lại cả giặc Pháp và giặc Mỹ, thì tinh thần đoàn kết, đùm bọc nhau đã khiến cho chúng ta có sức mạnh để chiến thắng. Nhưng trong cuộc sống hiện đại ngày nay, trong làm ăn và trong sinh hoạt đời thường, thì con người Việt Nam lại hay đố kỵ nhau và cạnh tranh với nhau, nhưng đôi khi lại thiếu lành mạnh. Nguyên nhân là bởi chúng ta do ảnh hưởng của phương thức sản xuất nhỏ và cách sống theo thứ bậc chứ không theo năng lực, cách nghĩ, trâu buộc, ghét trâu ăn. Ở đây thì tác giả đưa ra những dẫn chứng rất là cụ thể, là chúng ta so sánh với người Hoa, thì các em thấy là người Hoa ở nước ngoài họ thường cưu mang nhau, nhưng người Việt lại thường đố kỵ nhau, và chính sự đố kỵ này đã làm cho tính cộng đồng của người Việt chưa cao, chưa hỗ trợ được nhau trong làm ăn. Trong một bài viết gần đây, kinh tế vĩ mô đang có vấn đề, thì Vũ Khoan cũng chỉ rõ người Việt chỉ cố kết khi lâm nguy, bình thường thì hạn chế. Do đó, xét về mặt kinh tế không tạo được mạng lưới tiêu thụ để đưa hàng Việt Nam ra thế giới. Trong một xã hội mà chúng ta cần phải hội nhập với thế giới, thì cách sự đố kỵ này đã làm hạn chế rất nhiều tính cộng đồng của chúng ta trong làm ăn và đặc biệt trong quá trình giao lưu. Cuối cùng thì tác giả chỉ rõ điểm mạnh của con người Việt Nam là thích ứng nhanh, có thể giúp chúng ta tận dụng cơ hội ứng phó với các thách thức. Nhưng bên cạnh điểm mạnh đó thì chúng ta còn hạn chế trong nếp nghĩ, đó là kỳ thị trong kinh doanh, quen với sự bao cấp, sùng ngoại hoặc bài ngoại quá mức. Điều này là bởi chúng ta có thói quen khôn vặt, bóc ngắn, cắn dài,
không coi trọng, chịu tính. Và những điểm yếu này thì nó cản trở sự phát triển của đất nước, gây tác hại khôn lường trong quá trình kinh doanh và hội nhập với thế giới. Như vậy, qua những phần mà tác giả phân tích, chúng ta thấy ông đã chỉ ra một cách thấu đáo từng phương diện của vấn đề, có đưa ra những dẫn chứng rất tiêu biểu và cụ thể. Chính vì thế mà cách phân tích của tác giả vô cùng thuyết phục. Bên cạnh đó, ông còn lập luận rất logic, khoa học. Ông nêu từng cái mạnh và đi liền với nó là những điểm yếu. Đó là cách nhìn nhận phù hợp, không tỉnh tại, không phiến diện, thấy trong cái mạnh có cái yếu. Và điều đặc biệt quan trọng là tác giả luôn luôn đối chiếu cái mạnh, cái yếu ấy với nhau và với yêu cầu xây dựng đất nước hiện nay. Như vậy, qua cách lập luận và phân tích của tác giả, thì chúng ta cũng nhìn nhận rõ thái độ của tác giả khi phân tích những điểm mạnh và điểm yếu. Ông luôn tôn trọng sự thật, khẳng định và trân trọng những cái tốt đẹp, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, không rơi vào tự đề cao quá mức, cũng không tự tin miệt thị dân tộc. Cách nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, toàn diện của một nhà ngoại giao và đồng thời cũng là của một nhà khoa học. Và các em hãy nhìn lại một số hình ảnh đẹp của con người Việt Nam qua màn hình. Đó là cả nước cùng chung tay giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt tại miền Trung. 10.000 cốc cà phê lời nhắn dành tặng cho y bác sĩ đang căng mình chống dịch COVID-19. 700 sinh viên, 280 y bác sĩ về hưu tình nguyện tham gia chống dịch. Và đây là một số hình ảnh còn hạn chế của con người Việt Nam mà chúng ta cần phải khắc phục. Và các em quan sát cái hình ảnh thứ nhất, đó là biển người chen lấn xô đẩy ở một số lễ hội. Và cái hình ảnh bên dưới đó là cái tình trạng học tủ, học vẹt của nhiều học sinh hiện nay. Kết luận lại văn bản của mình thì tác giả viết: bước vào thế kỷ mới, muốn sánh vai cùng các cường quốc năm châu thì chúng ta sẽ phải lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu. Muốn vậy thì khâu đầu tiên có ý nghĩa quyết định là hãy làm cho lớp trẻ, những người chủ thực sự của đất nước trong thế kỷ tới nhận ra điều đó, quen dần với những thói quen tốt đẹp ngay từ những việc nhỏ nhất. Như vậy, các em thấy là kết lại văn bản, tác giả hướng tới lớp trẻ với những yêu cầu rất cụ thể. Ông thấy lớp trẻ cần lấp đầy hành trang của mình bằng những điểm mạnh, tức là phải phát huy được những điểm mạnh truyền thống dân tộc ta. Nhưng bên cạnh đó thì phải vứt bỏ những điểm yếu, tức là chúng ta dần hạn chế những điểm yếu này để từ đó xóa bỏ hoàn toàn. Cuối cùng thì lớp trẻ phải chuẩn bị để quen dần với những thói quen tốt. Chính những thói quen tốt này sẽ giúp chúng ta hội nhập với thế giới. Vậy thì các em thấy từ những yêu cầu mà tác giả hướng tới lớp trẻ, ta nhận ra một thái độ hết sức ân cần, những lời chỉ dạy rất cụ thể để cho lớp trẻ định hướng cho mình bước vào tương lai. Đây có thể thấy là trách nhiệm của thế hệ cha anh đi trước
đối với thế hệ trẻ đi sau, và chúng ta cũng nhận thấy đây chính là cái tâm, cái tài và cũng là cái tầm của một con người đi trước, luôn luôn yêu nước, hướng về đất nước với những yêu cầu cụ thể mà đất nước đặt ra. Văn bản của chúng ta không chỉ thuyết phục về mặt nội dung mà còn rất hấp dẫn cách viết của tác giả, trước hết về nghệ thuật. Tác giả xây dựng hệ thống luận điểm, luận cứ rõ ràng, sâu sắc, phân tích một cách cụ thể, thấu đáo, cách lập luận logic, khoa học, hợp lý và chặt chẽ. Nhiều dẫn chứng thực tế, cụ thể giúp cho các luận điểm tăng thêm sức thuyết phục. Ngôn ngữ báo chí gắn với đời sống, cách nói giản dị, trực tiếp, dễ hiểu, sử dụng nhiều thành ngữ, tục ngữ, giúp lời văn vừa sinh động, cụ thể vừa ý vị, sâu sắc vừa cô đọng, hàm xúc. Cuối cùng, tổng kết phần bài học hôm nay, cô lưu ý các em phần ghi nhớ trong sách giáo khoa trang 30. Sách giáo khoa đã nhấn mạnh chuẩn bị hành trang bước vào thế kỷ mới. Thế hệ trẻ Việt Nam cần nhìn rõ điểm mạnh và điểm yếu của con người Việt Nam, rèn cho mình những đức tính và thói quen tốt. Điểm mạnh của con người Việt Nam là thông minh, nhạy bén với cái mới, cần cù, sáng tạo, rất đoàn kết, đùm bọc nhau trong thời kỳ chống giặc ngoại xâm. Bên cạnh đó, cũng có nhiều điểm yếu cần phải khắc phục, đó là thiếu kiến thức cơ bản, kém khả năng thực hành, thiếu đức tính tỉ mỉ, không coi trọng quy trình công nghệ, thiếu tính cộng đồng trong làm ăn. Vậy thì, để đưa đất nước đi lên, chúng ta cần phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu, hình thành những thói quen tốt ngay từ những việc nhỏ. Và các em thân mến, văn bản này là rất phù hợp với học sinh chúng ta, bởi chúng ta chính là lớp trẻ, chính là chủ nhân tương lai của đất nước đó các em ạ. Cuối cùng, cô xin gửi tới các em một số bài tập. Bài tập 1. Em hãy nêu những dẫn chứng trong thực tế xã hội và nhà trường để làm rõ một số điểm mạnh và điểm yếu của con người Việt Nam như nhận định của tác giả. Cô sẽ có một số gợi ý các em tham khảo. Cái điểm mạnh của con người Việt Nam là thông minh, thì các em có thể nêu những tấm gương mà các em biết. Ví dụ ngày xưa, Trạng Lường, Lương Thế Vinh là kỳ tài toán học. Còn bây giờ, giáo sư Ngô Bảo Châu với giải toán rạng danh đất nước. Cái điểm mạnh thứ hai đó là sáng tạo. Các em có thể tham khảo. Đó là ông Đỗ Đức Cường phát minh ra máy ATM, làm nên cuộc cách mạng trong hệ thống ngân hàng thế giới. Và một cái điểm mạnh nữa đó là cần cù. Bác Phủ Đình Phúc, đường Nguyễn Siêu, xóm mới, phường 7, thành phố Đà Lạt đã dành 2 năm mày mò, nghiên cứu để sản xuất ra máy xay phế phẩm nông nghiệp, làm phân hữu cơ, tận dụng phế phẩm nông nghiệp, giảm rác thải, đồng thời phục vụ sản xuất. Bên cạnh một số điểm mạnh thì còn cái điểm yếu, cô ví dụ như là thiếu chữ tính, khôn vặt, đó là buôn bán hàng lậu, dán tem giả nhằm qua mặt người mua hàng. Bài tập 2. Em nhận thấy ở bản thân mình có những điểm mạnh và điểm yếu nào trong những điều tác giả đã nêu?
và cả những điều tác giả chưa nói tới, nêu phương hướng khắc phục những điểm yếu. Các em thân mến, để làm tốt bài tập này thì các em hãy thẳng thắn nhìn vào điểm mạnh và điểm yếu của chính mình, rồi đối chiếu với bài học chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới mà cô vừa mới hướng dẫn, để các em thấy được ta cần phải phát huy những gì và khắc phục những gì cần thiết cho ta để ta làm hành trang chuẩn bị cho thời gian tới. Chúng ta có thể học tốt hơn, định hướng nghề nghiệp cho mình để mình bước vào thế kỷ mới với những tương lai của mình sao cho cụ thể và